Theo thông tin được đăng tải trên trang thông tin của thành phố Osaka, từ ngày 2 tháng 4, hơn 18.000 que tương ớt Jinsu của công ty Masan Việt Nam đã bị thu hồi do chứa axit benzoic. Tại Nhật, đây là chất không được sử dụng trong sản phẩm tương ớt. Trong khi đó, đại diện Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này, cơ quan này chưa nhận được thông tin chính thức về việc sản phẩm tương ớt Jinsu bị thu hồi, chỉ ghi nhận thông tin phản ánh trên báo chí. Ở Việt Nam, axit benzoic không bị cấm sử dụng trong tương ớt. Ở Nhật Bản cấm sử dụng trong tương ớt, nhưng chất này lại được sử dụng để bảo quản một số sản phẩm thực phẩm khác. Đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được thông tin chính thống từ phía cơ quan quản lý thực phẩm của Nhật Bản. Tuy nhiên là qua thông tin trên báo chí thì chúng tôi cũng biết là Nhật Bản đã có thu hồi một lô cái sản phẩm tương ớt và có sự xuất hiện của axit benzoic trong đó. Nhưng nếu chiếu theo quy định của Việt Nam và quy định của quốc tế thì như tôi đã nói thì cái axit benzoic này được phép sử dụng trong sản phẩm tương ớt và với hàm lượng tối đa là 1g trên kg. Axit benzoic có công thức hóa học là C7H6O2, thuộc nhóm các chất bảo quản được dùng với mục đích làm chậm đi tiến trình phân hủy thực phẩm, thức uống do vi khuẩn, men và nấm mốc, nhờ đó giúp sản phẩm không bị hư hỏng trong quá trình chờ tiêu thụ. Hiện đây là chất có trong danh mục các phụ gia được sử dụng trong thực phẩm do Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex ban hành. Hiện đang có 186 nước áp dụng tiêu chuẩn này, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ, Canada. Tuy nhiên, cũng theo đại diện Cục An toàn Thực phẩm, tùy thuộc vào mỗi quốc gia, việc quy định sử dụng phụ gia thực phẩm cũng sẽ khác nhau trên cơ sở thói quen sử dụng sản phẩm, công nghệ sản xuất. Do đó, không loại trừ việc một chất được chấp nhận tại quốc gia này nhưng không được chấp nhận ở quốc gia khác. Thực ra trước tiên thì chúng tôi phải xin khẳng định rằng là các cái phụ gia thực phẩm mà Việt Nam cho phép sử dụng là phù hợp hoàn toàn với quốc tế như tôi đã nói, và tùy thuộc theo từng nước thì các nước có thể đưa ra các quy định khác với quy định của Codex với điều kiện họ đưa ra đầy đủ các cái bằng chứng khoa học. Tuy nhiên, một điểm nhấn mạnh là các phụ gia thực phẩm đã được có trong danh mục Codex và nếu được sử dụng đúng hàm lượng, đúng đối tượng và đảm bảo được tinh khiết thì không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mỗi nước có một cái luật riêng của mình, tùy theo sức khỏe của cộng đồng của mình và quy định theo cái luật của mình. Chứ Việt Nam cũng không nằm ngoài cái quy định chung của thế giới. Bởi vì cái tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm có đến 400 chất phụ gia thực phẩm mà phụ gia thực phẩm đều sử dụng những cái quy chuẩn tiêu chuẩn của Ủy ban Codex thế giới quốc tế. Và như vậy thì chúng ta cũng hòa đồng trong một cái sự phát triển chung của phát triển thế giới. Cũng theo đại diện Cục An toàn Thực phẩm thì tùy thuộc vào mỗi quốc gia, việc quy định sử dụng phụ gia thực phẩm cũng sẽ khác nhau trên cơ sở thói quen sử dụng sản phẩm và công nghệ sản xuất. Do đó, không loại trừ việc một chất được chấp nhận tại quốc gia này nhưng lại không được chấp nhận ở quốc gia khác. Toàn dựng sự suy luận không có cơ sở khoa học và đừng có suy luận một cái lung tung như vậy. Bởi vì trong thực phẩm có rất nhiều sợi chất có vitamin C và không hề có cái phản ứng nào như vậy cả. Cho nên lúc nào mọi người cũng đưa cái ngáo ộp ung thư ra, ung thư ra luôn luôn không phải lúc nào. Có những cái chất nó có thể là độc và gây bệnh chứ không biết là phải ung thư. Bởi vì không phải ung thư là cái khâu cuối cùng. Nó bệnh gì thì cũng nguy hiểm cả. Nếu nó gây bệnh thì bệnh gì cũng nguy hiểm cả chứ không phải ung thư. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, mỗi chất khi được Codex quyết định đưa vào sử dụng hay không chấp nhận sử dụng trong chế biến thực phẩm đều được căn cứ trên các nghiên cứu chặt chẽ. Các nước thành viên Codex sẽ tham chiếu tiêu chuẩn này để đưa ra các quy định phù hợp cho mình. Vì vậy, việc Nhật Bản hoặc quốc gia nào khác không cho phép sử dụng axit benzoic tại thị trường của họ nhưng Việt Nam vẫn chấp nhận sử dụng thì không có nghĩa là sản phẩm trong nước không an toàn hay được chấp nhận dễ dàng. Và người tiêu dùng không nên quá hoang mang trước thông tin này. Thưa quý vị, có thể thấy đối với người tiêu dùng, khi mua bất cứ sản phẩm nào cũng cần tìm hiểu rõ thông tin về thành phần nguyên liệu của sản phẩm. Điều này vừa giúp cho người tiêu dùng xác minh được nguồn gốc và đánh giá chất lượng sản phẩm, để từ đó lựa chọn được sản phẩm phù hợp với gia đình. Còn trong trường hợp có thông tin bất thường cũng cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý, bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của chính mình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phương Uyên xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.